Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và mình là Slenderman đây. Hiện tại bây giờ mình đang ở một cái sân bay các bạn à. Nhưng mà mình tới sân bay lần này không phải là mình đi du lịch, mà mình sẽ gọi là thử thách các bạn ơi. Và thử thách cái gì á thì đợi mình lên máy bay cái đã rồi mình sẽ nói cho các bạn biết nha. Ok, lên máy bay thôi mấy đứa ơi. Let's go, lên. Oh my god, chưa kịp gì hết là máy bay đã đi rồi các bạn à. Oh yeah, wow, các bạn thấy máy bay của mình đông quá trời người luôn đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ tìm ghế ngồi đây, ghế ngồi của mình. Rồi sau đó mình sẽ nói cho các bạn biết lý do tại sao mà ngày hôm nay mình lại đi trên máy bay này mà không phải là đi du lịch. Thì ngày hôm nay á, là mình sẽ lên máy bay nhưng không phải đi du lịch các bạn à. Mà mình sẽ sống ở trên cái máy bay này với ma ở trên đây. Tại vì á, mình nghe nói là cái máy bay này á, đến buổi tối là sẽ xuất hiện có ma ở trên đây. Và mình sẽ phải trải nghiệm sống với ma ở trên đây các bạn à. Ngày hôm nay không phải đi du lịch nha các bạn. Hồi nãy là mình đi một mình rồi, mà tự nhiên đâu á xuất hiện thêm mấy cái thanh niên này nữa, cho nên là ok cho tụi nó đi chung với mình luôn. Rồi ok, quá đã luôn các bạn ơi. Yeah, bây giờ là hả? À, cơ trưởng nói với chúng ta kìa. Cơ trưởng tên là Kelly. Rồi hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với chuyến bay của chúng tôi. Ok, rồi được đấy. Rồi ok. Rồi tên của người này tên là Kelly và người ấy chính là cơ trưởng của chuyến bay ngày hôm nay. Yeah. Ồ, lần trước cơ trưởng của chúng ta là một người nam, còn đây là người nữ các bạn à. Rồi bây giờ á là chúng ta sẽ ngồi ở trên ghế cho nó thật sự an toàn đi. Rồi bây giờ các bạn có thể thấy là cái máy bay nó đang rung lên rất là nguy hiểm. Rồi chào mừng mọi người đã đến với chuyến bay gì đó, đã chưa kịp đọc nữa. Rồi bây giờ á là hả? Ồ, what cái gì? Trên chuyến bay này là chuyến bay của tổng thống các bạn à. Và chuyến bay này rất là an toàn. Wow, ghê vậy. Oh, vậy là bây giờ mình biết thêm một thông tin nữa là mình ngày hôm nay mình đi chuyến bay này chung với gọi là tổng thống luôn các bạn. Tại vì đây là chuyến bay của tổng thống. Rồi ok, bây giờ là mọi người lên ghế ngồi ổn định đi. Máy bay chuẩn bị rung lắc cực mạnh đó nha. Cho nên là cẩn thận. Rồi bây giờ á là kêu tụi mình hãy đi tìm cái gì đó gọi là Golden Label. Ok mà thôi mình không đi tìm đâu, đứa nào mình đi tìm đi. Ok, hình như là tụi mình phải ngồi ổn định trên máy bay, các bạn nhìn nè. Tụi mình đang ngồi trên máy bay nè các bạn thấy không? Đó, máy bay đang bay các bạn thấy chưa? Nhìn ngoài trời mây xanh rất ủi. Máy bay đã lộn. Ok, xém tí là ngẽo rồi thấy chưa? Hên là tụi mình kịp thời đó chứ không là ngẽo rồi. Đấy. Ok. Rồi bây giờ á là an toàn rồi mấy đứa ơi. Bây giờ á là chúng ta sẽ đều được đi tự do ở trong cái chỗ này. Đó, được đi lại tự do luôn nha mấy đứa. Yeah. Rồi bây giờ á là ổng kêu là cảm ơn tụi mình đã hợp tác. Đó, tất nhiên là phải hợp tác rồi, chứ không là tụi mình té sấp mặt sao? Tại vì máy bay nó lộn mà các bạn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phòng của tổng thống các bạn ơi. Yeah, yeah, đây, đi đường này đúng không? Vô. Bây giờ ui, ai đây? Ui có hai người gọi là mặc đồ vest, đeo kiếm đen, đội nón đen các bạn ơi. Hai người này là ai vậy? Bây từ từ, tụi mình chưa biết hai người này là ai, các bạn tụi mình sẽ đứng ở đây để theo dõi coi hai người này là ai đây. Ok, bây giờ á là hạ không một ai cái gì đó. Rồi bây giờ á, ui, một người đi rồi. Ô, hai người đi luôn rồi kìa. Ủa lần sau? À, theo mình nghĩ hai người đó là gọi là vệ sĩ của tổng thống các bạn. Tại vì lúc nào tổng thống đi cũng có vệ sĩ bạn. Đây rồi, thanh niên này mở cửa cho tụi mình rồi. Và chào mừng mọi người đã đến với chuyến bay của tổng thống. Đó, thấy chưa? Tụi mình đã được lên tới chuyến bay của tổng thống rồi nha. Hôm nay thật là vinh dự các bạn à. Rồi và chúc mừng mọi người đã gọi là gì đó. Rồi bây giờ á là nói chung là ông này ông đang gọi là nói cho tụi mình biết. Rồi bây giờ ông kêu tụi mình đi theo ông tới phòng tiếp theo. Đó. Đi nào. Come on đi nào. Rồi ok, đi. Ồ chưa đi được. Đây, chúng ta sẽ đi theo ông này đó tới phòng tiếp theo. Rồi ok, bây giờ là tới phòng tiếp theo rồi. Ồ có nước nè. Nào uống nước không? Uống nước không mấy đứa? Có nước nè. Rồi ok, bây giờ á là tổng thống đang chuẩn bị ở trong đây các bạn à. Rồi tổng thống sẽ gặp chúng ta ở cái phòng ăn đó trong ít phút nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ ngồi đây đợi thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ngồi đây đợi đi. Ok, bây giờ á là đợi cho tổng thống chuẩn bị xong rồi tới phòng ăn, tụi mình sẽ đi vào cho phòng ăn để gặp tổng thống. Ok. Rồi, bây giờ á là bây giờ chúng ta sẽ ngồi ở đây đi. Rồi bây giờ á là kêu mọi người hãy ổn định, đừng có gọi là làm ồn này nọ đó. Đó, ổn định đi mấy đứa ơi. Đừng làm mắc mặt quá. Ok, được rồi. Bây giờ á là tổng thống đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng bây giờ tụi mình được vô chưa? Oh come on, nhanh nào. Ok. Rồi, nhanh. Ở đây tụi mình sẽ vô cánh cửa này nè các bạn. Đó, cánh cửa này là tụi mình sẽ vô để gặp tổng thống. Sao đổ nước rồi?
Ôi mấy cái đứa này, trời ơi mấy đứa này làm thiệt nhục ghê luôn các bạn à. Bây giờ là tổng thống sẽ chuẩn bị sẵn sàng thôi. Bây giờ là tụi mình cần phải đi lấy cái đồ chổi lông gà, không phải cái đồ lau nhà. Trời ơi mấy đứa này nó làm đổ hết rồi, nhục mặt thiệt các bạn, làm mình mất mặt thiệt á. Trời ơi lên chuyến bay của người ta xịn sò đẳng cấp vậy mà mấy này đi né ra để anh lấy cái đồ lau coi. Ok rồi thôi bây giờ tụi nó cho tụi nó lấy luôn đi, mình không cần nữa. Rồi tụi nó bây giờ tụi nó đang lau nhà các bạn. Được mấy này được ấy, có trách nhiệm đấy, làm đổ người lên nước của người ta nè, đưa cho uống không uống, làm đổ ly tùm lum tùm la luôn các bạn thấy không. Rồi ok tụi nó lau nhà xong rồi, đây lau nhà xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi vào gặp tổng thống đó các bạn ơi. Nhanh nào, trời háo hức quá, không biết tổng thống như thế nào đây. Rồi ok lên nào đi nào. Oh yeah. Được vô gặp tổng thống rồi các bạn à. Yeah. Ôi tổng thống kìa các bạn. Oh my god. Ui ông tổng thống này nhìn quen quen các bạn ơi, cái tóc màu vàng vàng nè các bạn. Ui nhìn khá là quen. Để khoan từ từ để coi ông tổng thống này tên gì các bạn. Ui khoan từ. Ở bên đây có phòng nấu ăn nè. Ừ đúng rồi, đây là phòng ăn mà, phải có đồ nấu ăn chứ. Rồi ok. Bây giờ là ôi tổng thống này tên là Ronan. Ronan các bạn ơi. Giờ là đợi ở đây thôi. Rồi ok. Ông đang nói chuyện gì đó, ông đang gọi là nói cái gì đó bạn ơi. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi ở đây. À cái này là chuẩn bị, cái chỗ này là để chuẩn bị cho tụi mình nè. Đó, ông kêu là chào mừng đến với chuyến bay của tôi. À. Rồi tên của tôi là Ronan. Rồi và tôi là tổng thống của Lopsia gì đó. Rồi tổng thống của cái hãng máy bay này hay sao các bạn. Rồi ok. Bây giờ á là tụi mình sẽ ngồi ở đây đi. Đây là cái bàn ăn để tụi mình ăn nè, nhưng mà chưa có đồ ăn. Thôi tụi mình đi vòng vòng chơi đi các bạn ơi. Rồi ở đây là nấu ăn nè các bạn ơi. Đợi tí nữa sẽ có người nấu ăn cho chúng ta thôi. Rồi come on. Bây giờ nào. Rồi ok. Bây giờ là ông tổng thống với lại cái người cận vệ đang nói chuyện với nhau. Đó. Rồi cái gì? Đồ ăn chưa được sẵn sàng vì không có đầu bếp ở đây. Cái gì? Bếp trưởng? What? Rồi ông tổng thống mà kêu what? Cái gì? Tại sao trên máy bay lại không có bếp trưởng? Ô các bạn thấy ngộ không? Có phòng ăn, có nhà bếp luôn nhưng mà không có bếp trưởng. Rồi ok. Bây giờ là chúng ta không có bếp trưởng thì ai sẽ nấu ăn cho chúng ta đây? Rồi ok, bây giờ ngồi đây đợi thôi. Ok đi, ai nấu nấu. Rồi ok. Rồi cái gì đây? Tên là Phu Phi gì nè, là sẽ làm bếp trưởng. Tổng thống kêu đó là bếp trưởng các bạn rồi. À này đây, thanh niên này sẽ làm bếp trưởng của chúng ta. Nhưng mà thanh niên nó nói, nhưng mà nó không có biết nấu ăn. Trời ơi, nhỏ không biết nấu ăn, kêu nó làm bếp trưởng, chắc tiêu luôn rồi. Ăn vô chắc bắn pháo bông luôn quá. Rồi ok, kệ nó đi, vô nấu em ơi, nấu đại đi, nấu sao không được hết. Nấu trộn hết tất cả mọi thứ vô. Rồi ok, bây giờ ngu người rồi, thanh niên ngu người rồi các bạn ơi. Rồi mấy đứa ơi, đứng nhìn nó nấu ăn nè. Rồi ok, nấu ăn đi em ơi, cố lên em ơi. Cố lên. Bây giờ nó không biết nấu ăn như thế nào luôn. Ok. Ôi né ra, đừng đứng trước mặt anh. Né ra. Né ra, rồi bây giờ á. À kêu á, là thằng này nè, là sẽ phải tìm những cái thứ đồ cần thiết để bỏ vào cái nồi súp à, để nấu ăn. Rồi ok, làm sao làm nha em. Đừng để cho nguyên cả đoàn hả, gọi là bị đau bụng nha em. Rồi, hỏi là sẵn sàng chưa? Are you ready? Rồi ok, bây giờ á, là đến giờ nấu ăn rồi. Rồi bây giờ cần fish cá ở trên nè. Cá ở trên đây nè. Ui đâu rồi, đúng không? Cá ở trên kìa. Rồi ok, bây giờ cần banana. Chuối. Nhanh, cần chuối trên kia kìa. Hay quá em ơi. Hay lắm em ơi, bỏ vô súp. Ủa? Cái gì vậy? Súp mà ăn chuối với cá hả? Ơi cái này không đúng nha. Không đúng nha. Chết rồi. Cái rabbit là cái gì? Oh my god, cái rabbit là cái gì trời? Mình không biết. Không biết hành niên nó tìm được không nữa. Mình không biết cái đó là cái gì hết á. Rồi thanh niên ngu người rồi. Rabbit là cái gì? Oh no. Đừng. Chỉ nó đi. Mấy đứa này làm cái gì mà ngộ ghê. Mình đứng chỗ nào là đứng chỗ đó, nghĩ kỳ vậy. Mấy đứa này ok. Rồi xong, rip nhỏ luôn rồi. Cái gì kỳ vậy? Nhỏ không biết nấu ăn mà bắt nhỏ nấu và đuổi nhỏ về nhà luôn rồi chứ. Nhỏ không biết nấu ăn đuổi nhỏ về nhà luôn. Ơ nhưng mà hơi kỳ kỳ. Súp mà ăn với chuối với cá lần sau. Cái này hơi kỳ các bạn à. Rồi ok, ui nấu được rồi nè. Rồi ok, mình sẽ ngồi kế tổng thống để mình gọi là ăn súp. Rồi ok. Mấy đứa này thật sự lần sau á, mình nói thiệt lần sau mình không cho đứa nào đi theo mình luôn á, thật sự chắc chắn luôn. Rồi ok, vô ngồi ghế đi. Ủa ghế bên kia xong ngồi đứng trước mặt mình làm gì vậy? Lần sau là mình không cho mấy này đi theo đâu. Đứa nào đứng trước mặt mình á. Rồi ok, ui à có chuối nè các bạn ơi. Chuối màu vàng vàng nè các bạn. Yeah, chúng ta được ăn rồi, bây giờ ăn thôi mấy đứa ơi. Wow, vừa ngồi trên máy bay của tổng thống mà vừa được ăn nữa các bạn ơi, quá ngon. Ok, ủa cái gì vậy? Oh my god. Ui khoan, sao tao còn có mấy đứa vậy? Oh my god, rồi hồi nãy là người ta kêu vô ăn không ăn các bạn, rồi xong hả đuổi ra khỏi máy bay luôn.
Tại vì không nghe lời tổng thống mà đuổi ngay lập tức. Đấy, ok. Bây giờ là mình từ bên ăn rồi. Oh yeah, ăn xong rồi các bạn ơi. Yeah. Rồi ok. Bây giờ á là nó nói là mọi người đã thưởng thức xong rồi, súp xong rồi đúng không? Bây giờ là tổng thống đi ra ngoài rồi các bạn ơi. Chúng ta gì ông ấy đang gặp sẽ gặp lại mọi người ở cái phòng tổng thống suite là cái gì trời. Ok, bây giờ á là đi theo ai đó đến. À đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới phòng computer room, là phòng máy tính ở đâu ta? Ủa tụi này đi đâu vậy? Computer room. À đây đây đây, phòng máy tính bên đây. Oh yeah. Rồi ok. Vô ngồi máy tính đi mấy đứa. Ôi, ngồi máy tính nha, sướng nha. Máy tính này chắc xịn lắm nè, máy tính của tổng thống các bạn. Rồi bây giờ, ui, thanh niên này đứng chống nạnh nhầu dưới ta. Đứng chống nạnh nhìn mắc cười các bạn. Rồi ok, chào mừng mọi người đã đến với phòng máy tính của chúng tôi. Bây giờ là mọi người sẽ sử dụng cái căn phòng này đó để làm cái gì đó các bạn. Rồi ok, tổng thống đang đợi chúng ta ở bên cái phòng Resident Suite là cái bên phòng bên nào ta? À, cái phòng bên kia đúng không? Rồi cái phòng đó đó. Rồi ok. Bây giờ á là chúng ta phải làm sao để tìm ra được cái code của cái cánh cửa kia. Để chúng ta đi vào cái cánh cửa đó để gặp tổng thống. Ủa mà sao kỳ vậy? Nó đang gặp nhau rồi thì đi chung với nhau đi. Tự nhiên ui, máy tính được nè các bạn. Ok, ủa cái gì? Bây giờ tụi mình phải viết code để gọi là làm hacker, để gọi là mở được khóa được cái căn phòng kia, nhưng mà thật sự mình không biết các bạn ơi, mình không, cái này không phải chuyên môn của mình. Rồi đứa nào hacker được hack đi. Ok, làm sao mà gọi là hạ mở được cái căn phòng bên kia là hay nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta phải thực hiện thôi. Ok, đây rồi, đây rồi. Oh yeah, yes, yeah, tụi mình làm được hết rồi. Ui, mở được rồi đó các bạn ơi. Wow, ui, yeah, chúng ta đã gặp được tổng thống rồi. Ok, ok, tổng thống này đang cầm gì đây? Khoan khoan, có gì? Cái gì đây? How the... Ui, ma ám hả các bạn? Các bạn ơi, cái tờ giấy này là tờ giấy ma ám nè các bạn. Nó ghi là ma ám các bạn ơi. How the... là ma ám các bạn. Oh my god. Ui, đây nè, đây nè, đây nè. Các bạn thấy cái tờ giấy không? What? Cái gì vậy? Cái này là bedroom. Rồi, ok, tổng thống chào mọi người. Gặp mọi người lần nữa. À, ông nói là sorry vì... ông nói là xin lỗi vì hồi nãy là bỏ đi. Rồi, ok, ông nói là ông có việc gì đó các bạn. Rồi ok, còn cái này là phòng pilot room. À, phòng của cơ trưởng. À, cơ trưởng đang lái máy bay. Rồi ok, bây giờ á là tụi mình sẽ ngồi ở đây. Rồi ok, ông nói là bây giờ đi ngủ ở trong cái phòng bed room này nè các bạn ơi. Vậy là chuẩn bị đi ngủ rồi các bạn ơi. Yeah. Rồi ok, bây giờ á là chúng ta cần phải tìm chìa khóa để mở cái phòng này ra. À, chìa khóa đây nè. Trời ơi, hay quá, mình đã tìm được chìa khóa rồi. Yeah, tìm được chìa khóa rồi các bạn ơi. Rồi ok. Yeah, hay quá. Mình đã tìm được chìa khóa rồi, bây giờ cầm chìa khóa mở cửa căn phòng này ra. Rồi, yes, mở cửa rồi đây nha. Yeah, wow. Khoan, phòng tổng thống mà sao đơn giản vậy ta? Chỉ có một cái tivi nè, một cái giường. Ui, khoan từ từ, cái tờ này, him nè. Him là cái gì trời? Hồi nãy là mình tìm được cái tờ haunted là ma ám. Him, ma ám, anh ấy hả? Ủa phải không ta, từ từ, mình phải tìm được 7 tờ giấy mình mới biết được sự thật là như thế nào. Rồi, ok, bây giờ là tụi mình sẽ ngủ vào đêm nay. Ok, bây giờ ngủ rồi mấy đứa ơi. Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây. Wow, nhưng mà máy bay đang di chuyển các bạn ơi. Máy bay đang di chuyển, các bạn có thể thấy mây nè. Mây đang di chuyển. Rồi ok, ngủ thôi mấy đứa ơi. Lên giường ngủ nào. Lên giường ngủ. Mấy đứa này. Lên giường ngủ. Rồi nhanh lên. Come on, lên giường ngủ đi mấy đứa. Ok. Rồi, hình như là tụi nó không nghe lời. Ok, yeah. Lên giường ngủ rồi các bạn ơi. Gì mà ồn ào dữ vậy? Ủa, sao bữa này tối không ngủ đi còn tỉnh dậy làm gì vậy? Oh my god. Ok, trời đã tối rồi hả? Hảo nói trời đang còn tối. Rồi sao nữa? Nó nói là nó không thể ngủ được vì nó cảm giác là trên cái chuyến bay này có gì đó rất là đáng sợ. Nó rất là sợ. Ủa cái gì mà sợ? Thôi ngủ đi. Cái này kỳ cục quá, mà đang ngủ ngon mà tự nhiên là mình tỉnh dậy luôn rồi. Thôi mình ngủ tiếp đây. Ok, nó kêu mọi người ơi. Mọi người hãy nhìn ở ngoài cái hành lang kìa. Hành lang gì? Đâu, hành lang ngoài đây hả? Oh my god, có con ma đứng ngoài kia kìa các bạn ơi. What? Có con ma đứng ngoài kia kìa. Oh, what? Ủa cái gì? Con ma này nó từ cái phòng. Ủa nó đứng ngoài hành lang các bạn ơi. Nó kêu oh no, đó là con ma. Why what? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao có con ma ở đây? Why? Cẩn thận. Why, cái gì đây? Nó nói là ôi chạy đi mấy đứa, chạy rồi. Wait what, tự nhiên cái phòng nó cháy vậy? Ok, chạy đi. Oh my god. Rồi xong mình không có thấy đường gì luôn á. Trời ơi các bạn ơi, tụi nó che hết rồi, không thấy đường. Ok, bây giờ đứa nào nó cũng lo cắm đầu mà chạy hết bạn. Ôi nhưng mà khoan
cái phòng cơ trưởng mà cháy thì ai mà ai cái máy bay này sao hoạt động được, ai sẽ lái máy bay đây? Rồi xong rồi, tụi mình bây giờ tụi mình phải chạy ngược về đây luôn các bạn ơi. Oh my god ơi, ở đây có cái phòng lưu trữ nè, có cái phòng lưu trữ nè. Yes, ok, tụi mình đã vô trong đây rồi. Oh my god, ui khoan khoan, ở trong đây có một tờ giấy, nó tên là Du. Ok rồi, oh my god, ôi mấy đứa kia đâu hết rồi. Rồi oh my god, xong luôn rồi, xong rồi, mấy đứa kia đâu hết rồi, mấy đứa kia đâu hết rồi. Oh my god, wait, nhảy lên đây, nhảy lên đây. Ok. Oh my god, cháy rồi các bạn ơi. Bây giờ á, mình không chạy được, hơi là mình chạy kịp bạn ơi. Nhưng mà còn mấy đứa kia thì sao? Bây giờ chỉ còn có mấy đứa à, cái máy bay. Oh my god, chính là con ma đó. Mình đã nói rồi mà, ngày hôm nay mình sẽ sống chung với ma. Mà các bạn thấy không, vừa đến tối là ma xuất hiện ngay lập tức luôn, không sai một tí nào. Ok, bây giờ chúng ta đã an toàn chưa? Mình đã hỏi tụi nó đó. Bây giờ chúng ta an toàn chưa mấy đứa? Ok, okay, bây giờ á là oh my god, the floor is lava. Ok, ở dưới sàn nhà toàn là lửa không à các bạn ơi. Bây giờ làm sao đây? Oh my god, oh god, đứng im đi mấy đứa ơi. Ok, wow, ôi lava. Trời ơi, lava nó đang gọi là cao lên, tụi mình có chạy kịp không trời? Ơi mà máy bay kiểu này sao tụi mình sống nổi? Ủa, sao tắt rồi? Ơi khoan, sao nó tắt rồi ta? Ok, có chuyện gì vậy? Ui, ở đây có cái điện thoại khẩn cấp nè. Ở đây có một cái điện thoại khẩn cấp để gọi điện các bạn ơi. Nhưng mà điện thoại chưa sử dụng được. Bây giờ á là tụi nó hỏi là lửa đã tắt rồi đúng không? Mà mọi chuyện gì đã xảy ra vậy? Bây giờ hỏi mình chuyện gì xảy ra mình cũng chả biết nữa các bạn ơi. Ok, gọi cho cảnh sát hả? Sao mà gọi được? Ok, đây có cái điện thoại nào gọi được chưa? Rồi ok, gọi điện đi. Gọi điện với mấy đứa. Đây, mấy đứa tụi nó đang gọi là bấm điện thoại nè. Hello, có ai đó không? Ok, có đứa đang nghe điện thoại rồi. Ok, hi guys, tôi đang đợi mọi người gì đó, đang làm gì đó, đợi mọi người nè. Ok, cơ trưởng đang nói chuyện với chúng ta. Ủa, nhưng mà hồi nãy trái từ ngay cái chỗ đầu cơ trưởng xuống luôn mà ta. Sao tự nhiên vẫn nói chuyện được là sao? Ơi, cái này hơi bị lạ nha. Có thể là hồn ma đang nói chuyện với chúng ta các bạn. Ok, bây giờ là tụi mình đang gọi điện thoại rồi. Bây giờ là tụi mình cần phải tới cái pilot cabin, là cái phòng của cơ trưởng các bạn ơi. Ok, nhưng mà bây giờ là cửa bị khóa rồi. Trời, cái gì vậy, cửa bị khóa rồi. Bây giờ phải đợi một tí nữa, một vài phút để cửa nó mở ra. Rồi bây giờ làm sao đây? Ok, mình không biết làm sao nữa, mình cứ đợi thôi các bạn ơi. Oh my god, gọi điện đi. Oh my god, yeah, bây giờ chúng ta đợi một vài phút để cửa nó mở ra, rồi chúng ta sẽ chạy tới cái cabin của cơ trưởng nha các bạn, là cái đầu của máy bay á. Rồi ok, bây giờ chạy thôi. Ủa, không phải, lộn đường. Ủa, đừng nào. Đúng rồi. Oh my god. Ok, con ma đang nói chuyện chúng ta kìa. Chạy đi. Con ma đang nói chuyện chúng ta, các bạn thấy máy bay đang rung không? Cái máy bay đang rung rất là ghê. Oh no, đừng có theo tôi. Oh my god, quay đi đâu đây? Bây giờ làm cái gì đây? Oh my god, no. Quay what? Ôi, con ma đi theo mình kìa. Quay, mấy đứa này né ra, con ma đi theo mình kìa. Quay what? Cái gì trời? Ôi, con ma kìa, ôi. Giờ đi đâu đây? Ok, đâu đây? Bây giờ chúng ta phải tới cái phòng của cơ trưởng, nhanh lên. Đằng kia. Ok, computer room. Ủa, nhưng mà mình nhớ là cái phòng này bị cháy hết mà. Trời ơi, hư cấu thì các bạn ơi. Ôi, hồi nãy tổng thống ngồi ở đây, bây giờ tổng thống đi rồi các bạn ơi. Oh my god, bây giờ làm gì đây? Ui, cái phòng này bị khóa rồi. Bây giờ chúng ta phải đợi một vài phút. Không, ui, mình hiểu rồi. Ý của cơ trưởng nói là chúng ta phải đợi cho con ma dí chúng ta một vài phút. Rồi hả, sau đó chúng ta mới được vào cái phòng của cơ trưởng. Trời ơi, chẳng hay nào, tụi mình bị lừa rồi sao? Ok, rồi nấp vô đây, nấp đây. Ôi kìa, con ma kìa, nó bay luôn mới ghê chứ. Nó bay luôn mới đáng sợ chứ. Sao cứ nhảy theo mình làm gì trời? Thanh niên chơi kỳ vậy. Ok, yeah. Rồi, cửa mở rồi. Ok, vô cửa, mở cửa. Ui, khoan, cái này nó rung ghê quá. Mở cửa thôi, yeah. Cửa mở rồi các bạn ơi. Cuối cùng cũng vô được cái phòng của cơ trưởng rồi. Quay, đây là phòng của cơ trưởng các bạn à. Ui, cơ trưởng nè, cơ trưởng là nữ bạn. Ồ, đúng rồi, nãy mình thấy rồi. Ok, bây giờ là tụi mình đang làm gì ở trong đây đây? Bây giờ, ui, cái đây. Rồi, ok, mình đã tìm được 4 tờ giấy rồi các bạn ơi. Ok. My god, bây giờ là tụi mình nói là tụi mình đã gặp được cái con ma ngoài kia. Đó. Rồi cái tụi mình nó có đứa hỏi là con ma có thể vào đây được hay không. Cái nó nói là hả, con ma không thể nào mà vào đây theo tụi mình được. Rồi ok, may quá, vậy là không sao rồi các bạn ơi. Đây các bạn thấy máy bay đang bay không? Đó, may kìa. Đó, máy bay đang bay các bạn ơi. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ ở đây. Chúng ta sẽ đi đâu á một lần nữa? Hay là ở đây ta? Thôi chúng ta ở đây đi. Ở đây đi, đừng đi đâu hết á. Đúng rồi, ở đây đi. Ok. Rồi. Ô, có tin tốt cho tụi mình kìa. Bây giờ là hả? Cái gì? Nó không phải là cơ trưởng hả? Oh my god, nó là cái gì đó, Secret Aaron gì đó, là
gọi là cái người này không phải là cơ trưởng, mà người này các bạn biết là ai không? Là bảo vệ bí mật của tổng thống. Rồi, ok, bây giờ á là sử dụng cái gì đó. Đấy, bây giờ nói chung là đang nói chuyện mình chưa kịp đọc các bạn ơi. Rồi ok, nói chung là cái máy bay này nói chung là bắt đầu điên rồ hơn rồi. Nhưng mà nói chung là chúng ta đã gặp ma đúng không? Đó, bây giờ sống với ma nè, các bạn thấy tình huống như thế nào? Ma nó cứ dí suốt ngày vậy sao chịu nổi? Bởi vì phải bỏ chạy thôi. Định sống với nó coi coi như thế nào mà nó dí suốt ngày luôn. Ok, bây giờ á là anh ấy đang đang một tin gì đó, đang sửa cái gì các bạn ơi. Ok. Ok, không phải sửa mà đang làm cho cái máy bay nó bị hư các bạn ơi. Ôi, đang kể câu chuyện các bạn, đang kể câu chuyện về một người nào đó ở trên cái máy bay này. Có thể là cái con cái hồn ma đằng kia hồi nãy. Đó, hay mình nghĩ là như vậy. Rồi ok. Bây giờ á, ui trời, mình nghe kìa. Ui, bây giờ tụi nó nói là tụi mình sẽ bị nghẽo. No, tụi mình không nghẽo được đâu. Bây giờ á, tụi mình cần phải có một cái cây gân các bạn, cây gân để mình bảo vệ cho chính bản thân mình. Rồi bây giờ gân ở đâu? Gân ở đâu? Bây giờ là tụi mình á sẽ bây giờ á là đi tìm cái thanh cái con ma hồi nãy để tiêu diệt, nhưng mà tụi mình không có gì để tiêu diệt hết á. Tụi mình phải có một cái gì đó để có thể tiêu diệt chứ, bây giờ kêu ra tiêu diệt khơi khơi là sao? Ok. Rồi. Bây giờ là đang nói chuyện, nói chung là chém gió thôi bạn ơi, nói chung là chém gió cho nó lâu lâu một tí á. Mình cũng chả biết chém gió làm cái gì nữa. Đang nói chuyện mình kể câu chuyện cho tụi mình biết. Rồi bây giờ á, tụi mình sẽ làm được. Ok, bây giờ mở cửa đi, tụi mình sẽ ra ngoài chiến đấu với con ma đó. Rồi alright, good luck mọi người, chúc mọi người may mắn. Ok, em sợ ma, trời ơi em ơi, sợ cái gì? Không có làm gì mình được đâu mà sợ. Cố lên mạnh mẽ lên. Hôm nay là sống với ma trên máy bay mà sợ cái gì? Oh my god. Rồi ô, tổng thống kìa. À mọi người đây rồi. À, chúng tôi đã tìm thấy mọi người. Ok. Yeah, bây giờ là tổng thống kế bên lúc nào cũng có một người vệ sĩ đi theo các bạn thấy không? Rồi ok. Bây giờ là tụi mình á sẽ gọi là hạ tìm công mau. Ok. Tổng thống kêu là bây giờ á là cái gân á nó đang ở đâu các bạn ơi? Bây giờ tụi mình phải đi đâu đây? À, tụi mình phải làm gì đây? Rồi, bây giờ đang nói chuyện với nhau thôi, không có gì đâu. Rồi ok, mình đang đứng bên kia các bạn. Ok. Rồi bây giờ á là phải tiêu diệt được cái con ma đó để chúng ta thật sự an toàn. Cố lên các bạn ơi. Đấy. Rồi. Có cái gì? Chúng tôi không có gặp ma hay gì các bạn, hay là không phải là ma gì đó. Đang nói cái quái gì vậy? Ok. Ok, nó nói là nó không có tin mấy người này. Ô, thì ra là nãy giờ là cái thanh niên này nè đang nói là không tin hai người kia không phải là ma. Ok, có thể hai người kia là ma các bạn. Oh my god, cái gì vậy? Ủa, thanh niên này đang cầm gun nè các bạn ơi. Giờ mày mới để ý nha. Thanh niên này đang cầm gun. Oh my god, đang gọi là oh what? Cái gì vậy? Nó tấn công luôn tổng thống rồi các bạn. Thằng này nó liều thiệt chứ. Oh my god. Rồi xong rồi, thanh niên này tự nhiên làm gì vậy? Nghi ngờ thôi chứ đâu phải là chắc chắn đâu mà lại làm như vậy. Rồi xong rồi. Oh my god. Vậy là lầm người rồi. Ông kia là tổng thống, còn cái người vệ sĩ này chính là ma nè. Ma giả dạng các bạn. Oh my god. Trời ơi, vậy là lầm người rồi em ơi. Lầm người rồi. Ok, rồi. Vậy ra là cái người vệ sĩ á là bị gọi là tiêu diệt rồi. Chính là con ma này giả dạng làm vệ sĩ các bạn. Ok, rồi bây giờ á. Oh my god, no, tha cho tôi đi, tôi không biết gì đâu. Rồi ok, bây giờ á là mình không biết là phải làm sao với mấy thanh niên này nữa. Mấy thanh niên này không biết cái gì hết á. Rồi ok, bây giờ á là chúng ta sẽ phải đối mặt với con ma này luôn. Ai, hồi nãy thanh niên có gân mà mình không để ý. Nếu mà mình biết á, mình sẽ kêu thanh niên nó đừng làm vậy. Oh my god, no. Máy bay rớt luôn rồi. Cái gì vậy? Ôi, máy bay rớt rồi, giờ sao? Rồi xong luôn, máy bay rớt luôn rồi, tụi mình fail luôn rồi. Rồi xong, yeah, chúc mừng. Yeah, chúc mừng các mấy đứa đã làm cho hạ máy bay nó rớt luôn rồi. Hồi nãy mà hạ tiêu diệt được con ma đó, tụi mình không bị sao rồi. Rồi xong, good, quá tốt luôn mấy đứa à. Wow, thật sự là không ngờ luôn các bạn ơi. Vừa rồi tụi mình vừa trải qua một chuyến bay rất là đáng sợ. Và tụi mình đã gọi là hạ tiêu diệt lầm người rồi. Không tiêu diệt con ma mà đã tiêu diệt nhầm cái người gọi là tổng thống ở trên cái chuyến bay đó rồi. Thật sự đúng là một sai lầm, mà cái đó không phải là mình, là do cái thanh niên này. Cái thanh niên kia nó mất tiêu rồi. Đây thanh niên này, thanh niên đang có ba lô mặc màu trắng trắng này nè. Rồi và các bạn đã xem mà nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, cùng đã xem báo cáo nếu các bạn là fan chính ủng hộ mình nha. Rồi thôi thì nói chung là cái này là sai lầm thôi, không phải cố ý đâu các bạn ơi. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.